Học tiếng Mường một số câu cơ bản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bài viết về học tiếng Mường. Đây là một bài viết tham khảo, không phải là một bài viết chính thống, các bạn lưu ý. Trước khi các bạn đi vào bài học tiếng Mường, các bạn hãy truy cập vào website www.mường.org. Các bạn click vào bài học một số câu tiếng Mường cơ bản. Mình xin nhắc lại, trước khi các bạn vào học tham khảo bài học tiếng Mường, các bạn hãy truy cập vào website www.mường.org hoặc Facebook facebook.com/ tiếng Mường, hoặc các bạn có thể gõ tìm kiếm hội những người thích nói tiếng Mường thì sẽ ra Facebook. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số câu cơ bản hay dùng và các bạn khác có thể học để gây bất ngờ đối với những người bạn Mường của mình nhé. Một số điều lưu ý cho các bạn. Tiếng Mường chỉ có tiếng nói, chưa có chữ viết. Trên đây mình viết chỉ là mang tính để các bạn đọc âm cho nó dễ nha. Đây không phải bài viết chính thống nha các bạn, vì người Mường mình có nhiều vùng miền chưa thống nhất được cách gọi, nhưng mình cứ viết tiếng chung chung nhất mà người Mường ai đọc cũng có thể hiểu nha. Một số từ tiếng Mường cơ bản. Dựa vào phiên âm tiếng Mường, một số vùng cơ bản có nhiều cách nói khác nhau tùy vào từng vùng. Sau đây là một số câu cơ bản các bạn có thể xem trên bài viết trên trang mường.org. Các bạn xem trang bài viết. Từ bố, mình viết bằng từ ng thì tiếng Mường đọc là en. Bố en. Ví dụ bố ăn cơm chưa? En ăn cơm chưa? Bố đi đâu đấy? En ti no hà. Đấy. Tiếp theo là từ mẹ. Từ mẹ thì mình viết dấu bằng và từ mạng. Và từ mạng. Các bạn thấy mình viết giống như từ mạng internet đúng không? Nhưng không phải, đây là ví dụ. Mẹ ơi thì tiếng Mường thì gì nhỉ? Máng ơi. Máng ơi. Đó là tiếng Mường chung và được 80% người Mường dùng. Còn một số vùng miền gọi bố và mẹ là bị lai. Từ chị, ở đây mình sẽ viết là bằng ái. Rồi chị đi đâu thế thì dịch là ải ti no à. Và một số vùng miền thì cái từ chị không dịch là từ ái mà vẫn dùng từ chị vào chị ti no à. Ti no à là đi đâu đấy. Tiếp theo là từ em đang học bài à, thì ở đây mình viết từ em bằng từ ún, u n sắc ún. Ún đang học bài á. Em có người yêu chưa? Câu này thì chắc là nhiều bạn
nam mà đang quen những bạn nữ người Mường thì chắc là cần thiết lên đây. Ví dụ là em có người yêu chưa? Thì các bạn chú ý là dịch sang là nói lên. Có em có người yêu chưa thì nó sẽ có nhiều từ để dịch. Thông thường mình cứ dịch từ cơ bản nhất để các bạn để gây bất ngờ cũng được là ủn có người yêu vua, ủn có người yêu vua là em có người yêu chưa. Thì đấy là cách thứ nhất, mình nhắc lại cách thứ nhất 3 lần. Đấy. Từ em thì gọi là ủn, ví dụ em có người yêu chưa thì mình dịch là ủn có người yêu vua, ủn có người yêu vua, ủn có người yêu vua. Đấy là một cách thứ nhất của một vùng miền khu vực Mường. Còn cách tiếp theo, có cách hỏi tiếp theo nó giống như tiếng Anh yêu của bạn, có nhiều nghĩa. Ủn có người thương vua, ủn có người thương vua. Nhưng mà bây giờ thông thường người ta đến cái này, bởi vì là đây là chỉ là tham khảo nên cái từ cơ bản nhất thì các bạn hỏi nên là em có người yêu chưa, thì các bạn phải hỏi là ủn có người yêu vua. Tiếp theo là từ tôi, mình, có nghĩa là bản thân của mình ấy, tôi đấy. Ví dụ là tôi là một tôi muốn trở thành bác sĩ chẳng hạn, thì cái từ tôi muốn trở thành bác sĩ từ tiếng Kinh dịch ra tiếng Mường là ho hảo lá bạc si, ho hảo lá bạc si, ho hảo lá bạc si. Tôi phải mình thì dịch cho tiếng Mường là bằng từ ho là hát o đấy. Ở đây là thực ra là người Mường chưa có chữ viết nên mình dịch tạm ra để các bạn cùng tham khảo. Ví dụ tôi đang học bài thì các bạn có thể dịch là ho tang học bái, ho tang học bái, ho tang học bái. Đấy, tiếp theo tôi mình rồi, còn bây giờ đến từ mày và bạn. Mày và bạn ở đây hoặc là bố mẹ hoặc người thân ấy, người thân thì có thể dùng được cái bằng cái từ ra. Ra ở đây thì giống như là ja hoặc là ja. Ví dụ mày đi đâu thế thì dịch ra tiếng Mường là ra ti no à, ra ti no à, ya ti no à, ya ti no where à, có nghĩa là mày đi đâu về thế. Ya ti no where à, ví dụ mày ăn cơm chưa, ya ăn cơm vua, ya ăn cơm vua. Tiếp theo từ nước rác hoặc là tác, đây là mình chỉ lấy tượng trưng thôi nên các bạn vào để góp ý thêm tiếng Mường của từng vùng miền để làm sao sẽ cho các bạn biết về tiếng Mường có nhiều đa sắc màu. Thì mong muốn của mình vẫn là để tìm về những cái câu người Mường gốc tốt.
nước bằng rác. Đấy, tát. Ví dụ, vì tùy vùng miền các bạn. Ví dụ, khát nước quá. Khát nước quá. Ví dụ đấy, dịch cho tiếng Mường là khát rác quá. Khát rác quá. Khát rác quá. Đấy, từ nước là rác. Ruộng. Ruộng ở đây là ruộng lúa đấy. Thì tiếng Mường là róng. Ví dụ có một câu mày đi đâu thế thì dịch ra tí no à, thì bảo tao đi xuống ruộng, thì là ho ti xuôi róng. Ho ti xuôi róng là tao đi xuống ruộng, hoặc là mình đi xuống ruộng. Cái từ ra và từ ho đây thật sự cực kỳ là thâm thúy. Cái từ ra ho đây nó có thể, cái từ ra nó có thể là mày tiếng Kinh, có thể là bạn tiếng Kinh, có thể là bố tiếng Kinh, có thể mẹ tiếng Kinh. Nhưng mà với bố mẹ thì là với mức độ cực kỳ thân thiết, là một cái đẳng cấp của cái từ ra này. Còn thông thường ra là mày bạn, bằng vai phải lứa. Nhưng mà người Kinh có nhiều người cứ nói là cái từ ra này là bằng vai phải lứa, không phải. Và từ ra này là gì? Khi đến một mức độ thân thiết nào đó thì sử dụng từ ra này là nó cũng không thể diễn tả được. Tiếp theo cái từ con trâu thì cái từ này cực là khó. Ngày xưa là con trâu thì các bạn nghe kỹ này. Con plu. Con plu. Con trâu. Con plu. Các bạn đọc thử xem. L u plu. Đấy, các bạn đọc nhé. Plu. Plu. Con plu. Không phải con cu đâu nhé. Dịch đọc ra là như thế này, cũng không phải là con chu đâu nhé. Mà là con, giống như cái từ cờ và chữ, từ cờ và cộng từ lu, như đọc lanh, đọc nhanh vào thì cờ lu, thì mình có thể là con clu. Con clu, những cái từ cờ đấy là cực kỳ là nhẹ. Con clu. Con clu. Thì có người bảo là học được tiếng Mường thì học được tiếng Anh rất dễ, bởi vì là người Mường có cái từ clu này này, từ clu này, từ trăng này, cũng là clang, rất là khó đọc và phải uốn lưỡi, và tiếng Kinh không có. Và tiếng Anh thì cũng có queen, clang clu, click, click. Từ click của tiếng Anh thì cũng giống như từ clu, click clu. Có thể nó nặng, nó nhẹ hơn thôi. Nôm na à, cái lược. Tiếp theo cái lược thì bằng cái kháo. Kháo. Ví dụ cái lược ở đâu rồi? Cái kháo ở nó đấy à? Cái kháo ở nó đấy à? Hoặc là mày đưa cho tao cái lược. Mày đưa cho tao cái lược. Ra đưa cho ho cái kháo không? Ra đưa cho ho cải kháo cô. À, tiếp theo một cái từ rất là đặc biệt. Cái từ mệt của tiếng Kinh thì mình dịch là nhọc. Ví dụ mệt lắm, nhọc lắm. Bảo hôm nay mày đi về thấy thế nào? Nhọc lắm. Là từ mệt. Nhọc. Nhọc. Mình viết là cái từ nhọc. Nhọc là không phải, là vừa có dấu nặng, vừa có dấu sắc. Nhọc là hơi khó đọc. Nhọc giống như từ bon tàu, nó có hai chữ O. Hai chữ O và dấu nặng. Nhọc là nhọc. Nhọc là
Đấy. Đi chơi thì tiếng Mường là ti dốn. Dạ ti no à? Là mày đi đâu đấy? Dạ ti no à? Mày đi đâu đấy? Ho ti dốn. Ho ti dốn có nghĩa là tao đi chơi. Ví dụ dù bạn đi chơi là tao với mày đi chơi đi, thì tiếng Mường dịch là gì? Ho phải ra ti dốn ấy. Ho phải ra ti dốn ấy. Từ nước bằng tiếng Mường là rác. Ổng uống nước thì dịch tiếng Mường là ổng rác. Ví dụ các bạn tưởng tượng có đang cầm một cốc uống nước ực thì tiếng Mường dịch là ổng rác. Ho tăng ổng rác có nghĩa là tao đang uống nước. Có một thằng đang điện thoại đến cho mình thì bảo mày đang làm gì thế, thì dịch ra là gì? Gia tăng là gì à? Thì mình trả lời là tao đang uống nước. Ví dụ mình đang uống nước thì là ho tăng ổng rác. Ho tăng ổng rác. Còn tiếng Mường không có từ bạn và từ mình nữa, chỉ có từ ho và từ ra. Đấy, từ ho từ ra nó tượng trưng cho bằng ba phải lứa và một mức độ cực kỳ thân thiết. Nhắc lại lần nữa cho các bạn cùng hiểu. Con lợn bắt đầu. Ví dụ con lợn thì ở đây mình gì là con cúi, con cùi, con cùi, con cùi. Nhà mày nuôi nhiều lợn không? Thì dịch ra là nhá ra chiểm tứ cùi chăng? Nhá ra chiểm tứ cùi nhăng. Đấy. Đầu gối. Đầu gối của mình ấy, mình xoa đầu gối ấy, thì tiếng Mường là cổ lai ấy. Và tôi đang đau đầu gối. Ho tăng tao cổ lai. Ho tăng tao cổ lai. Từ ăn cơm thì vẫn là ăn cơm. Đi ngủ thì lại khác. Đi ngủ tiếng Mường là ti tẩy. Bảo tao đi ngủ đây. Tao đi ngủ đây thì tiếng Mường này ho ti tẩy ra. Ti tẩy ra nhọt là ho ti tẩy ra mệt lắm ho đi ngủ đây. Đấy. Từ mặt trăng. Mặt trăng thì giống như cái từ con clu lúc nãy rất là khó. Bảo là nếu mà đọc được cái từ này học tiếng Anh rất giỏi. Người Mường là một cái thuận lợi. Mặt mặt trăng thì tiếng Mường mặt quăng. Mặt quăng giống như từ CLE và từ trăng nhưng mà đọc nhanh. Mặt quăng. Mặt quăng. Mặt quăng. Các bạn đọc chậm lại. Mặt trăng. Mặt quăng. Quăng. Tiếp theo với từ buổi chiều. Buổi chiều ví dụ là buổi chiều là mặt trời buông xuống rồi thì người Mường có tính là ô tỉnh khuống hả? Tỉnh khuống hả? Có nghĩa là ơi đến buổi chiều rồi à? Thì buổi chiều là từ khuống. 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 Mấy giờ ra ti dùng? Có nghĩa là mấy giờ mày đi chơi? Bảo chắc là khuống này. Chắc là khuống này có nghĩa là chắc có thể chiều nay. Tiếp theo cái từ đi bằng từ ti. Đấy, lúc nãy hỏi nhiều là mày đi đâu đấy? Thì dịch là ra ti no à? Ra ti no à? Ra ti no à? Đẹp. Đẹp ở đây hầu như người Mường bây giờ dùng cái từ đẹp bằng giống người Kinh. Nhưng ở trong khu vực Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình thì dùng từ thốt. Thốt. Bảo em đẹp lắm, ủn thốt nóng. Ngò thốt chờ, ủn thốt nóng. Tiếp theo cái từ rượu bằng dạ. Từ uống là ón, thì dịch hai từ này là rượu.
là bằng ráo, ráo. Uống là ón, ón, ón. Uống rượu, uống rượu. Ón ráo, ón ráo. Uống rượu, ón ráo, ón ráo. Mày uống rượu không? Ra ổng rào em. Ra ổng rào em. Bao giờ câu hỏi của người Mường cũng kèm theo từ chăng, răng. Ví dụ cháu mời bác uống nước à. Cháu mời bác ổng rác á. Nó cũng cái từ cháu mời bác, các bạn thấy nó giống nhau nhưng mà giọng điệu nhá. Cháu mời bác uống nước nha. Cháu mới bác ổng ra ra. Vậy câu hỏi người mình rằng tí dùng nhăng ổng rào nhăng đấy. Từ bà, bà là từ mẹ. Cháu chào bà. Con cháu mẹ. Cháu cháu mẹ là cháu cháu mẹ. Mẹ, các mẹ là các bà. Ông thì vẫn là ông. Cháu thì tiếng Mường vẫn là cháu. Anh thì ở đây thì có nhiều cái luồng Mường khác nhau, nhưng cái luồng mà hầu như chính thống cái từ anh ấy thì là gọi là tứa, đửa. Còn nhiều người là gọi từ em, thì cái từ em kia thì thành từ bố rồi của người Mường rồi, thì là nhầm. Và từ bố thì có một số nơi gọi là pổ, như thế là nhầm rồi. Mà thực ra từ bố là phải từ em. Mà còn từ anh ấy, bố ấy thì là từ em, như em ấy. Còn từ anh này này, anh ấy thì phải gọi là tứa. Còn một số nơi lại gọi là em, lại trùng với là bố, như thế là không đúng. Từ Mường gốc đấy. Đứa em, từ em nếu chuẩn ra là từ bố, nhưng một số vùng từ em gọi là anh và gọi bố bằng bố như tiếng Kinh. Nhiều thế là bằng tứ nốn, tứ nốn. Bụng, cái bụng của mình lốn, lốn. Giống từ clu với từ clăng rất khó. Thì ghép từ như tiếng Kinh thì các bạn học được các từ bố mẹ và các từ khác, có thể ghép lại thành câu hoàn chỉnh nha. Tiếp theo bonus cho các thanh niên mà đang có các quen và tiến tới quen các bạn xứ Mường, bạn gái hoặc xứ Mường, thì là học từ anh yêu em tiếng Mường. Tiếng Kinh thì đọc là anh yêu em, đúng không? Thì tiếng Mường ấy, thì nếu mà chuẩn ra ấy thì nó sẽ có nhiều kiểu, nhưng mấy cái kiểu mà nó thuần thục và nó nhẹ nhàng, nó mềm mại nhất để nó không cục cằn ấy, thì là tiếng Mường là anh yêu em. Tiếng Kinh dịch ra là tựa ưa ủn, tựa ưa ủn. Đấy. Hoặc là đửa ưa ủn, tùy từng vùng. Tứa ưa ủn hoặc đứa ưa ủn thì tựa ưa ủn, tựa ưa ủn. Còn mãnh liệt gọi là cái trạng thái mãnh liệt, hoành tráng, thì nói là đập vào bàn, không? Ho hào ra, ho hào ra. Có nhiều kiểu. Những cái từ ho hào ra này thì các bạn trên mạng phổ biến rất nhiều. Nhưng các bạn, cái từ này là cái từ thể hiện rất là mãnh liệt. Người Mường này, cái từ anh yêu em là có nhiều kiểu lắm. Và cái từ từ mà nhẹ nhàng, tình cảm, cầm tay rồi đốt nến lên thì phù hợp nhất là cái từ tựa ưa ủn. Các bạn đọc lại nhé. Anh yêu em, tựa ưa ủn, tựa ưa ủn, tựa ưa ủn, tựa ưa ủn, tựa ưa ủn.
Còn mãnh liệt thì các bạn có thể tham khảo ở dưới là gì? Ho hào ra. Ho hào ra. Ho hào ra. Ho hào ra. Ho hào ra đã. Ho hào ra. Ho hào ra. Đấy, từ này thì tùy vào vùng miền sẽ có nhiều cách nói và phát âm khác nhau. Thì các bạn có thể vào trang mường.org hoặc www.facebook.com/tiengmuong để tham khảo các bài viết về người Mường và những bài viết về tập hợp về người Mường. Các bạn nhớ nhé, mường.org và facebook.com/tiengmuong. Thân ái, chào các bạn.